Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thì sẽ giải vở Ollie bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 110 luyện tập. Bài số 1, tính nhẩm 3 ra chia cho 3 là được 1. 6 chia 3 là được 2. 9 ra chia 3 là được 3. 12 ra chia 3 là được 4. 15 ra chia cho 3 là được 5. 18 chia 3 là được 6. 21 thì chia 3 là được 7. 24 thì chia 3 là được 8. 27 thì chia 3 là được 9. 30 thì chia 3 là được 10. 3 x 5 là 15. 3 x 6 là 18. 3 x 7 là 21. 3 x 8 là 24. 3 x 9 là 27. Chúng ta qua bài số 2. Có 12 con gà chia đều vào 3 chuồng, hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà. Ta lấy 12 ra chia cho 3. Số con gà mỗi chuồng có là. Số con gà mỗi chuồng có là 12 ra chia cho 3 là bằng là 4 con gà. Đáp số. Chúng ta qua bài số 3. Viết số tích hợp vào ô trống thay mẫu. Số bị chia. Này là số bị chia. Cái này là số chia và này là thương. Muốn tìm thương ta lấy số bị chia, ta chia cho số chia. 18 chia 3 là được 6. 21 chia 3 là được 7. 24 chia 3 là được 8. 27 chia 3 là được 9. Bài tiếp theo là bài số 4. Tô màu vào 1/3 số hình vuông ở mẫu hình. Ở hình này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chúng ta sẽ chia cho 3 là được là 4. Chúng ta đi tô là 4 hình. À, 4 hình. Chúng ta tô sao đó tô, miễn sao đủ 4 hình thôi. Chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải tô cho nó có hàng có lối ha. Chúng ta thấy cái tranh này bốn hình được, tôi cùng lúc luôn cho nó dễ này, được không? Rồi, còn hình này 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 6 là bằng 30. Tổng cộng 30 hình mà chúng ta sẽ chia làm 3. Chia 3 là bằng là 10. Chúng ta đi tô 10 hình. Nha. 10 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta sẽ tô là 10 hình này, 2 hàng này, 2 cột này là đủ. Rồi, hình này 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, 6 x 6 là bằng 36. 36 chúng ta sẽ chia cho 3. À, chia cho 3. Chia 3 là được là 12. Chúng ta đi tô 12. 12 hình. Giờ là 6, như vậy chúng ta sẽ tô 2 hàng. 2 cột, tô 2 cột. Tô 2 cọc, mỗi cọc là 16, 2 cọc là 12. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có cái phần mô tả.
Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.